chuyện rồi. Đúng rồi. Kha, đợi cú Kha kìa. Cú Kha em đi. Cú Kha. Giỏi quá. Cú. Như nói chuyện với em xinh này giống anh hai kìa. Nói chuyện với em đi. Giỏi quá. À, giỏi quá. Ngó bạn hai mới liền ha. Nó ở đây suốt nó không đòi đi đâu cả mà. Dạ. Chỉ xuống dưới phòng chơi chút không đi đâu. Chứ làm trò gì hả? Không có đòi đi ra ngoài, không có la lối gì hết á. Em chơi với con á hả? Em đi đánh con. Em đi nắm áo, coi chữ gì đó. Áo con có chữ gì đó. Ngoài nó phát tiếng Anh giỏi lắm này nè. Em coi coi là áo con có chữ gì đó. Nhiều quá. Đi làm gì nhỉ? Đi ăn bánh. À, từ bóc hả? Đây là bà mua, bà đút cho. Ôi bà đút cho. Nhặt bà đút nha. Hai chị đi lắm. Mà lục sạch rác nhanh như cắt đi. Giật mình luôn. Thôi bây giờ nó chuẩn bị bú sữa đấy chứ. Chuẩn bị bú sữa nha. Hai bạn này nằm tâm sự với nhau lâu nhỉ? Bây giờ nó bú sữa đấy. Thôi, bây giờ để bú sữa mà.